Hello, xin chào các bạn. Lại là Viên Trăng đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày mới chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Thì các bạn ơi, hôm gài không biết các bạn có khỏe không? Các bạn có xem video của Viên Trăng hết không? Nếu các bạn xem video của Viên Trăng hết á, thì nhớ để lại cho Viên Trăng một like với bình luận cho Viên Trăng biết ý kiến nha. Thì hôm nay Viên Trăng bận nguyên một set màu đen, cái nón màu đen, bộ đồ màu đen, mà chỉ có là đôi dép là màu xanh đục chuối. Bởi vì Viên Trăng ngồi với cái cây ớt là cho tiệp màu với đôi dép. Thì hôm nay anh em chúng mình thì cũng là màn hai cảnh một, thì một người một công đoạn đó. Rồi quay anh em đi. Thì một người một công đoạn, thì bữa nay anh em chúng mình là mua cá sòng nướng á các bạn. Cá sòng nướng xong cái mình gửi mặt hành lên ăn rất là ngon luôn. Thì mình phân chia ra mỗi người một công đoạn. Thì bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn luôn. Anh đây là anh Vũ Hai Tèo. Vỗ tay, vỗ tay. Đây là thành viên mới của Viên Trăng nha các bạn. Đó, thì bây giờ là anh Vũ Hai Tèo này đã cầm con cá sòng nè. Nè, quay anh Vũ Hai Tèo cho mọi người xem đây cận cảnh. Nè, quay cá sòng đây. Rồi quay cái mặt anh Vũ Hai Tèo luôn. Cười cho mọi người coi ơi. Cười lớn hả chạy. Cười cả. Đó, thì bây giờ anh đầu bếp nè, đã là mấy tụi mình đây là nhúng than nha các bạn. Rồi tới công đoạn Văn Sơn đi, đi đâu kìa? Tôi á, tôi chắc tôi đi kiếm chút tôi xỏ vô á. Mày xỏ cái gì trơn? Cắt lá chuối vậy ta. Rồi đừng có sọt nữa, mày sọt gì đủ. Tao lo nhìn nó không kìa. Giờ giờ đi cắt cái gì đây? Chẳng mọi người đi cắt lá chuối đi. Đi đi cắt lá chuối với tôi nha mọi người. Đây đây nhà lá vườn mà. Muốn gì có đó thôi. Lấy lá chuối chút lót cá lên nướng ăn chấm mắm men, trời ơi nói gì bằng đủ không à. Đi đi đây nè. Chào các bạn, mình là Cu Đen Đầu Bếp đây. Mình đang nhúng lửa để mình nướng cá nè các bạn. Tuổi đâu? Có anh Thanh Học sao kìa. Tôi chuẩn bị là lửa lên là tôi quạt nè. Tôi quạt cho có cho nó là lửa nó bốc qua bên cái miếng than bên kia đặng cho mình nó dễ chín than á. Khó quá. Giờ mình xỏ vô cá cá mình chuẩn bị nướng rồi các bạn. Bẻ cây lẹ mày. Kìa anh đâu biết cái bẻ cây lẹ lẹ. Dạ. Anh khó lắm, kêu gì phải nghe đó. Không nghe bị chữ chết à. Anh Hai. Chữ chết anh Hai mà. Rồi em gái người ta sao mày? Thì nãy giờ châm lửa nha các bạn. Rồi bây giờ Thanh Tường nãy giờ đi kiếm than để vô đó. Rồi mình có mua than ở bên chợ để mua 1 ký than tới 12.000 lần. Có than thì nướng cá sòng nó mới ngon. Bởi vì mấy mình đâu dùng củi được đâu. Thì bây giờ anh Thanh Hồng đã quạt lên nha các bạn. Quạt lên cho nó than nó mau mau đỏ nha các bạn. Giờ là mình để cho nó cháy than xíu đi rồi mình sẽ quạt tiếp. Đó em Thanh Hồng đi. Và trước khi qua bên đây luôn thì mình cũng xin giới thiệu luôn, thì mình cũng pha một thùng trà đường của riêng mình. Đó, ai uống trà đường là của Viên Trăng nghiện trà đường. Hồi xưa đặt tên Facebook là gì đó mà bây giờ đổi rồi. Bà lao hoa tờ tự nhiên nghiện trà đường. Tại thích uống trà đường quá, nghiện trà đường chứ không phải là nghiện đập đá giống như mấy thằng kia. Giống như mấy thì trong lúc anh em đang chuẩn bị nướng cá là thì mình cũng hỏi Văn Sơn có ở đây có bán cái gì không. Mà không biết anh Văn Sơn có bán gì không nữa trời. Anh uống gì? Uống cà phê đi. Có cà phê đây có chỉ có là đậu xanh, rau má đậu nành. Đậu nành, đậu má. Rau má đậu xanh, anh uống gì? Cho tôi một ly cà phê đi. Không có cà phê. Chỉ có vậy. Uống này để đi. Trời ơi, trà đường đó hả? Miếu luôn. Đậu xanh, rau má, đậu nành. Rồi sao nữa? Đậu nành, đậu má. Mình nãy giờ mày chửi tao hoài nha, tao quạo đó nha. Quá trời quạo luôn, chửi tao toàn. Quay anh Vũ ơi, quay anh Vũ kìa. Vũ. Má nó bắt cười. Cười ơi, một, hai, ba, Vũ.
em cười không được, kêu cười. Cười ơi, anh em đây ai cũng cười, kêu đang cười, đang cười nè. Lấy cái thuốc đây ngay. Tô lần, 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 tô lần. Lên này, lên này, lên này. Nổi không, nổi không, còn nổi không. Còn nổi không. Tô lần, tô lần. Có chừng lạc xe luôn bây giờ nè. Cái mặt. Rồi giờ nó cháy gì đó. Cháy đó. Mấy bạn nướng mấy con cá này là nhờ ơn của anh Thanh Hồng. Anh Thanh Hồng nãy giờ quạt, quạt quá trời quạt luôn. Quạt mệt không anh Thanh Hồng? Mệt hiểu luôn á, chứ không mệt gì. Anh Thanh Hồng quạt tới té luôn đó mấy bạn. Té luôn á hả? Rồi nghe Thanh Hồng. Nè rồi xin giới thiệu nha, cái này là của ai làm? Của anh Lê Nít nha. Của này là anh thợ đầu bếp làm mà nãy mình để vô hũ á, nhìn cái hũ đẹp lắm nè. Thế này nè tèn. Thấy không? Hũ quá đẹp không? Quéo luôn. Quéo luôn. Đó này là của Lê Nít làm. Còn hồi mấy này nướng cái mình để lên lá chuối á, cái mình rưới cái này lên, cái mình đổ cái này xuống lỗ này, cái mình chấm, trời ơi ăn nó ngon tới tay còn mà hai luôn á. Đó. Đó thì bây giờ các bạn đợi đi, mình nướng cá hồi mình chín rồi mình quay công đoạn nè. Con cá này nè là nó cái da này là ăn được luôn nếu mà mình nướng không có khét nha. Mà hồi mình nướng con cá chín á, cái mình lấy cái dao mình gập gập lên là miếng da đi lên là còn thịt, cái mình rưới mỡ hành lên, cái mình để cái đũa vô mình gấp, cái mình chấm vô nước mắm của mình ăn, trời ơi nó ngon á. Thiếu dưa leo rồi. Thiếu ơi ơi, thiếu dưa leo với gạo nữa, chết cha quên này lỡ rồi. Lần khác anh quay đi sẽ video đẹp hơn. Ok. Ok. Giờ chín nha mấy bạn, chuẩn bị bỏ qua bên đó mình nhập tiệc. Giờ phải cạo lớp kén da phải không? Ừ, để không ăn nó đắng. Chín hả? Đến đó đem con này qua đi sân làm xong rồi nè. Rồi mình đem thùng chợ đường của mình đi qua đây. Đó chỗ mấy mình nghe các bạn. Nè Vũ. Chết cha. Ném chế cái lỗ để nước mắm vô. Được chưa? Tháo chị ra. Giờ mình phải tháo dây chị ra nghe các bạn ơi. Đó, giờ mình tháo dây chì ra nè. Giờ mình rút cái cây này ra luôn đây. Đó. Trời ơi. Nè, các bạn thấy gì chưa? Thịt nè, ăn thử đi. Nó ngon. Thịt. Trời ơi. Béo không? Ngon, ngon thiệt. Rồi chưa? Tháo dây chì ra đi rồi mình nhúng mỡ hành lên. Rồi hũ này mình chấm sao trời. Chế cái nắp. Vô Vũ. Ngồi đây. Rồi chưa? Sao rồi Vũ Trắng? Ok nè, vô ngồi đi anh em. Mình ăn nè. Giờ mình cạo dãy nghe mấy bạn, cho Viên Trăng bỏ mỡ hành lên. Đó các bạn ơi thấy không, mình nướng cho cái da nó khét á, gọn hồi mình lột cái da luôn á là mình ăn thịt nó được nè. Nè các bạn thấy thịt nó không, ăn rất là ngon luôn. Đáng hồi mình rưới đó, thấy răng sơn không nè, nó cạo ra nguyên lớp dãy luôn nè. Đó nè, cạo ra nguyên lớp dãy là con cá nó gì nè, ngon lắm các bạn. Làm gì tay gông dưới vậy Đen? Cứu rượu. Cái rượu á. Nè rồi bây giờ mình rưới mỡ hành lên nghe, rồi chưa? Rồi. Trời ơi nè, tại nãy mình đi làm nhanh quá các bạn, mình không có đi mua ra mấy cái rau sống được á, nếu mà có rau sống là nó ngon dữ lắm luôn á. Đó. Đó thì bây giờ cứ mỡ hành lên nè, mình ngồi ăn vậy là ngồi ăn dưới mưa luôn nha các bạn. Mưa đang nhiễu lâm râm đó mà anh em mình dẫn đi quay clip để cho các bạn xem. Thì bây giờ mình lấy con cá ra ăn thử nè. Nè các bạn thấy thịt con cá không nè. Đó. Rồi mình chấm vô mắm me nè, phải không? Mình ăn nè. À. Ngon. Ngon. Con cá sòng này nó mau chín. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha các bạn. Rồi các bạn dùng món cá sòng nướng với vô mình nha các bạn.
chiều lắm mới mùa không? Chiều lắm mới mùa. Chứ bình thường tao cho ăn mì thôi mà. Thì mình làm YouTuber ngày một tháng ăn mì thôi, bữa nào có tiền thì anh em dẫn đồ sang. Đó các bạn, cái phẩm này ngon, ngon thiệt. Béo không? Nói mà đúng lý luôn nha, cái phòng này phải có rượu là tới luôn. Uống bia không được phải không? Cái phòng này uống rượu hay uống bia? Bia. Uống bia sao được, cái phòng này uống rượu hay uống bia? Ăn đồ nướng phải uống bia. Ăn đồ nướng hay uống bia? Gì hả? Uống ngay chân từng bia luôn rồi. Rồi, luôn hỏi ngay chân từng bia nó là được chết luôn rồi. Nè, con cá này nó ngon lắm các bạn nè, thấy không? Rất là rẻ luôn, 1kg có 25 ngàn. 1kg là mấy con? Biết, nếu như bốn con này cỡ chừng có kiếm mấy là có 30 ngàn, là ăn rất là ngon luôn. Con nói thật không, các bạn mua phút nó còn sống á, lột dai á, về các bạn đâm muối, ớp muối chiên ăn cũng ngon, về nhà ăn cơm rất là ngon luôn. Bởi vì cá này làm đủ món luôn, đặc biệt là mấy thánh nhậu là phải ăn cá này nhất. Thường phải ăn thường. Món này là đúng sách luôn á. Uống bia ha. Bia. Uống gì? Hả? Uống gì? Gì cũng chơi á. Đó, gì cũng chơi chứ. Nếu mình là chân chơi mà. Trời ơi, ăn cái trời không ăn cười cho đã coi ơi. Ăn nè. Đút con Vũ miếng đây nha Sơn. Trời ơi. Nó hay lắm các bạn, mới đậm ta ba cái đầu nó chảy máu đầu. Cho ra làm miếng mày. Ừ. Vô đây, vô đây. Trời quá trời ngon luôn. Ngon sòng nè. Sao cay vậy? Nếu làm không? Nếu như là một người mang cái chừng 4 con không đủ. Vâng. Tại vì nó quá là ngon. Rồi tới đây vậy nha. Các bạn ơi. Để hôm nào mình đi làm mà mình lãnh lương á, mình sẽ ra một thể loại cuộc chơi cho hai người làm vua đầu bếp, mình đưa nó 50 ngàn cho hai nó đi mua tất cả đoàn sao mà đủ á, 50 ngàn về đây chế biến được hai cái món ăn của hai nó làm á. Rồi để hôm nào đi mình sẽ làm cái video đó cho các bạn xem. Thì hôm nay anh em chúng mình tới đây là kết thúc video nha. Nhớ cho mình một like, để lại bình luận cho mình biết ý kiến nha, để sau này mình có thể ra những video thật nhiều và hay cho các bạn xem. Phải không? Ok. 1, 2, 3, 3 nha. 1, 2, 3. Bye. Bye.